Huyện Cẩm Thủy vừa tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024. Dự đại hội có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tình ủy. Từ năm 2019 đến nay, huyện Cẩm Thủy tiếp tục được đầu tư hỗ trợ thực hiện các chương trình dự án giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tạo đà cho địa phương phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 5,7%. Giai đoạn 2019-2023, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới là hơn 2.100 tỷ đồng. Toàn huyện có 11 sản phẩm chứng nhận ô cốp, có 12 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm, đầu tư, diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều chuyển biến. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của huyện Cẩm Thủy đạt gần 50,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,96%. Với tinh thần các dân tộc đoàn kết đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đề xuất các giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân tộc giai đoạn 2024-2029. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 150 đại biểu tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2024.